Rangers tiếp đón Lech Poznan tại Inbox Stadium. Ở lượt trận thứ hai bảng D Europa League, trước đối thủ thi đấu tập trung và kín kẽ, đoàn quân do huấn luyện viên Steven Gerrard đã vấp phải không ít khó khăn. Trong hiệp 1, Kemar Roofe có cú ngả bàn đèn điệu nghệ trong vòng cấm các vị khách, đáng tiếc bóng lại không đi vào lưới. Hai đội rời sân nghỉ giữa trận với tỷ số hòa không đều. Chỉ mất 6 phút từ khi có mặt, Morelos đã làm nên chuyện. Chân sút Colombia di chuyển tốc độ đón quả tạt của Bona Barisic, đánh đầu cận thành chuẩn xác mang về bàn thắng duy nhất, định đoạt kết cuộc của trận đấu. Thầy trò Gerrard giành chiến thắng thứ 2 và cùng Benfica chiếm giữ hai vị trí dẫn đầu bảng đấu. Đáng chú ý đây đã là trận thắng thứ 15 và cũng là trận giữ sạch lưới thứ 14 qua 17 trận đấu của Rangers. Kể từ khi mùa giải mới khởi tranh, Gerrard cùng các học trò vẫn đang bất bại trên mọi mặt trận. Đạt phong độ cao, Rangers dẫn đầu bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Scotland với 6 điểm nhiều hơn kình địch Celtic. Rangers là bước đệm cần thiết để Gerrard chứng minh việc huấn luyện viên Jurgen Klopp mong muốn anh tiếp quản băng ghế chỉ đạo tại Anfield một khi ông rời đi là hoàn toàn có cơ sở. Virgil van Dijk đã dính chấn thương nặng trong trận derby Merseyside cách đây 2 tuần. Hậu vệ người Hà Lan bị tổn thương dây chằng đầu gối sau pha vào bóng nguy hiểm của thủ môn Everton Jordan Pickford. Sau thời gian kiểm tra kỹ càng, van Dijk đã lên bàn mổ tại London vào hôm nay và phẫu thuật thành công. Theo thông báo chính thức của Liverpool, Van Dijk sẽ ngay lập tức tập trung vào giai đoạn hồi phục ban đầu với sự hỗ trợ của đội ngũ y tế câu lạc bộ. Giống như thông báo trước, Liverpool từ chối đưa ra khoảng thời gian dự tính Van Dijk có thể trở lại sân cỏ. Tuy vậy, truyền thông tin rằng hậu vệ 29 tuổi này sẽ phải nghỉ thi đấu hết mùa giải. Với chấn thương dây chằng đầu gối tương tự, các cầu thủ chuyên nghiệp thường mất từ 6 đến 9 tháng để bình phục hoàn toàn. Liên quan đến vụ việc này, người Liverpool vẫn rất tức giận với pha vào bóng của Jordan Pickford, đặc biệt khi thủ môn của Everton không phải chịu bất cứ án phạt nào từ Liên đoàn bóng đá Anh FA. Mới nhất, thủ môn Alisson Becker đã lên tiếng chỉ trích Pickford đã phi chân không cần thiết. Mùa giải 2020-2021 mới ở giai đoạn khởi đầu, nhưng Liverpool đã đối mặt bài toán rất khó về nhân sự hàng thủ sau chấn thương của Virgil van Dijk, người có khả năng phải nghỉ thi đấu hết mùa. Ngay sau đó là tiền vệ Fabinho, người được kéo xuống đá phòng ngự thay thế van Dijk cũng dính chấn thương. Tiền vệ người Brazil dính chấn thương không quá nặng nhưng sẽ không ra sân ở trận đấu với West Ham đêm nay. Thông tin này đã được huấn luyện viên Jurgen Klopp xác nhận trong buổi họp báo trước trận. Nhà cầm quân người Đức thừa nhận Liverpool đang ở tình thế rất khó khăn sau chấn thương của van Dijk. Chẳng có gì thích thú khi rơi vào tình cảnh này, nhưng từ lâu tôi đã nhận ra cuộc sống là một thử thách. Đây là thử thách lớn, chắc chắn là vậy. Chúng tôi sẽ phải tìm ra những giải pháp và đó cũng là cơ hội. Chúng tôi vẫn ra sân với mật độ 3 ngày một trận và đó là thách thức lớn. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy ổn. Chúng tôi phải đương đầu với tình cảnh hiện tại và sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất. Với chấn thương của Fabinho, Liverpool còn một trung vệ là Joe Gomez. Vì vậy, huấn luyện viên Klopp buộc phải sử dụng tài năng trẻ Reece Williams ở trận gặp West Ham đêm mai. Chiến lược gia người Đức đánh giá khá cao tài năng trẻ 19 tuổi này. Kalidou Koulibaly chuyển đến Napoli từ Genk vào năm 2014 và nhanh chóng trở thành một trong những trung vệ xuất sắc nhất châu Âu. Trong những năm gần đây, ngôi sao 29 tuổi người Senegal liên tục được đồn đoán với các đại gia của Premier League, nhưng anh vẫn ở lại Napoli vì các bên không tìm được tiếng nói chung. Ở mùa hè vừa qua, Man City đã nhiều lần hỏi mua Koulibaly, nhưng họ không chấp nhận trả 75 triệu euro theo yêu cầu của Napoli. Do Koulibaly còn hợp đồng đến năm 2023 và được đánh giá rất cao, nên đội bóng thành Naples kiên quyết không giảm giá bán anh. Hiện tại, Koulibaly tiếp tục được liên hệ với Liverpool, đội đang khủng hoảng ở vị trí trung vệ do Van Dijk dính chấn thương nặng. Với việc Juan Matip và Fabinho cũng gặp vấn đề, Liverpool nhiều khả năng sẽ chi tiền chiêu mộ Koulibaly vào tháng 1 tới để chữa cháy. Trong bối cảnh đó, Koulibaly đã lên tiếng khẳng định tình yêu với Napoli, nhưng anh cũng bỏ ngỏ khả năng gia nhập Liverpool. Khi được hỏi chuyện này trên Sky Sports, Koulibaly nói, "Tôi yêu Napoli và Napoli cũng yêu tôi, đó là điều quan trọng nhất. Tôi luôn chuẩn bị kỹ càng và thi đấu hết sức mình trong mỗi trận đấu. Tôi vẫn còn hợp đồng 3 năm nên tôi không có gì vội vàng. Nhiều câu lạc bộ đã săn đón tôi nhưng tôi vẫn ở đây. Tôi muốn chơi ở đẳng cấp cao nhất của bản thân, đền đáp những người ở đây và sau đó hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra." Sau khi mùa 2019-2020 khép lại, Marc-André ter Stegen đã phải lên bàn mổ để điều trị dứt điểm chấn thương đầu gối. Thủ thành người Đức gặp vấn đề từ trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát và dự kiến làm phẫu thuật vào tháng 7. Sau khi tham dự Euro 2020 cùng đội tuyển Đức, tuy nhiên, do giải đấu sau đó lại bị rời sang năm 2021, anh đã phải nén đau thi đấu cho đến tận giữa tháng 8. Chính vì vậy mà kể từ đầu mùa đến giờ, ter Stegen vẫn chưa thể ra sân ở bất cứ trận đấu nào cho Barcelona. Người thay thế anh trong những trận đấu vừa qua là thủ thành người Brazil, Neto. Tuy nhiên, tin vui đã đến với đội chủ sân Camp Nou, thủ thành người Đức đang rất gần ngày tái xuất. Theo thông báo mới nhất của Barcelona, ter Stegen đã hoàn toàn bình phục sau ca phẫu thuật đầu gối. Hôm qua, ngày 29 tháng 10, anh đã có thể ra sân tập và hoàn thành bài tập cùng toàn đội. Một số nguồn tin cho biết, người gác đền 28 tuổi thậm chí có thể ra sân thi đấu ngay ở chuyến làm khách trước Alaves tại La Liga cuối tuần này.
thủ thành người Đức đã đồng ý gia hạn hợp đồng đến năm 2025 với đội chủ sân Camp Nou, kèm điều khoản phá vỡ lên đến 500 triệu euro. Sau thất bại ở trận El Clasico, Barca vừa tìm lại niềm vui chiến thắng ở sân chơi châu lục khi đánh bại Juventus với tỷ số 2-0 một cách thuyết phục. Cuối tuần này, thầy trò huấn luyện viên Ronald Koeman sẽ quay trở lại đấu trường La Liga với chuyến làm khách trên sân của Alaves trong khuôn khổ vòng 8. Với sự có mặt của Dean Henderson, Sergio Romero không còn là thủ môn số 2 tại Old Trafford sau De Gea. Do vậy, người gác đền 33 tuổi đã yêu cầu ban lãnh đạo Man United cho anh chuyển tới một câu lạc bộ khác từ phiên chợ hè vừa qua. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, thủ thành này không thể ra đi. Romero ở lại nhưng cũng bị loại khỏi danh sách đăng ký tham dự Premier League cũng như vòng bảng Champions League của Man United và trở thành thủ môn số 4 sau cả lão tướng 37 tuổi Lee Grant. Cứu cánh duy nhất của cựu ngôi sao Sampdoria là giải nhà nghề Mỹ MLS, nơi thị trường chuyển nhượng mở cửa đến ngày 29 tháng 10. Thế nhưng đến khi phiên chợ tại Mỹ đóng cửa, Romero vẫn chưa thể rời Man United như mong muốn. Theo tiết lộ từ Daily Mail, thủ thành người Argentina đã đàm phán với câu lạc bộ thuộc quyền sở hữu của huyền thoại David Beckham là Inter Miami. Tuy vậy, không có thương vụ nào xảy ra. Lý do không được đề cập nhưng nhiều khả năng đến từ đòi hỏi của Man United về phí chuyển nhượng cũng như mức lương của Romero. Như vậy, người gác đền 33 tuổi sẽ tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford đến ít nhất là tháng 1 năm 2021. Thậm chí Romero còn có thể ở lại Man United đến khi hết hợp đồng vào cuối tháng 6 năm 2021 và nhận đều đặn 100.000 bảng tiền lương mỗi tuần dù không có bất cứ đóng góp gì. Một khả năng khác có thể xảy ra là ngôi sao này cùng Quỷ Đỏ đạt thỏa thuận chấm dứt sớm giao kèo hiện tại để anh ra đi tự do.